Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng truy cập vào kênh youtube chính thức của Airway một. Trước mắt quý vị và các bạn đây là một siêu phẩm Một chiếc đầu giải mã âm thanh hay gọi tắt là DAC cao cấp của hãng Zinet Một chiếc đầu DAC chất âm hay, hình thức đẹp, sang trọng và đẹp không chỉ bên ngoài Còn nội thất bên trong cũng rất là đẹp và chỉn chu Em có video clip chi tiết là tháo để anh em xem bên trong rồi các bác và anh em có thể là coi lại clip lần trước hôm nay thì à, xin phép à, giới thiệu cũng như thông báo đến anh em trước đầu DAC model là GN 9800 Pro đã có hàng để phục vụ anh em dòng đầu DAC cao cấp này thì à, em cũng không nhập về nhiều lần trước là nhập về ít trước tết thì à, cũng hết hàng nên cũng có một số anh em hỏi thì à, tại sao lại không nhập nhiều về để bán thực tế các bạn anh em ạ dòng sản phẩm mà cao cấp như này ấy, thứ nhất là nó hơi tốn nguồn vốn và thứ hai là không phải là cứ nhập về là bán được ngay nên nhiều khi nó động lại nên là bọn em cũng không dám nhập nhiều nên nhiều khi là hết thì mong anh em phải đợi vì có đợt thì mới có hàng để phục vụ anh em thôi thì từ tết đến giờ thì đây là cái lô hàng đầu tiên trong năm trước đầu là DAC GN 9800 về hàng để phục vụ các bác và anh em đây tổng qua một chút khi có anh em xem trước đầu DAC này đây, nhìn rất là đẹp quý vị cùng nhìn một cái điểm nhấn ở đây là cái logo Zinet này anh em nhìn mạ vàng đây quay gần cho các anh em xem và một cái màn hình đấy, màn hình này chưa bóc siêu nhé và anh em bóc ra thì là rất là sáng và tím sẽ cắm nguồn này anh em xem đấy, và size con này là 43 cm đúng bằng là size một chiếc âm ly đấy, quý vị có xem tầm qua nhé cầm rất là cứng cáp và chắc chắn anh em nhé đây tất nhiên rồi dòng này giải mã đời cao 32 bit và hỗ trợ cả nghe nhạc DSD nữa cơ đấy, anh em cũng nhìn cái mặt này của nó nhé một thiết kế này rất là hiện đại và sang trọng và đây cũng chỉ là một con đầu giải mã tầm trung thôi, chưa phải là dòng mà high end đâu mà đã được thiết kế kiểu dáng so với dòng là DC high end. Anh em thấy về khoản thiết kế nhá. Mặt trước này, đây nhô. Anh em nhìn cái mặt bo này. Đấy. và những cái chân chống rung ở dưới, đây có mút cao su. Bộ chân rất đẹp. Quý vị cùng xem nhá. Đấy. Và phía trên này thì là những cái điểm nhấn những con ốc lục giác mạ vàng. Quý vị thấy không? và cái lớp sơn của nó sơn đen sần đen sần hơi nhám đấy rất là đẹp nhìn thực tế cái màu nó đẹp lắm anh em ạ đen sần rồi sẽ quay mặt sau này anh em cùng theo dõi nhá chỗ cắm nguồn dùng điện 220V và con này có thể dùng điện 100V nhưng chúng ta phải tháo ra và chuyển đổi nguồn điện ở bên trong Made in Singapore model là GN9800 Pro và những ngõ vào thì quý vị thấy có Bluetooth này có cổng USB cũng mạ vàng kết nối với cả máy tính cổng Cosian để em nhìn những cái cọc cổng optical các ngõ vào và đường ra có hai đường ra một là đường ra AV và đường ra Canon cân bằng XLR anh thấy ở đây toàn những chân cắm mạ à vàng sẽ cắm nguồn điện vào để hạt các anh em theo dõi cái màn hình nhé bật nguồn này anh em ấn nút nguồn rất là đẹp nhá Đã. tinh tế những cái màu sắc của đèn báo này hoặc là cái màn hình nó rất là dịu, nhìn nó rất là dễ chịu. Rồi, sẽ có một nút nguồn, ở đây sẽ là nút mode để chuyển chế độ. Nút volume cộng tăng giảm volume kể cả volume này này. Những cái nút ấn này này được làm rất tinh tế nhá. Anh em thấy. Đấy, nút mode nhá, chuyển chế độ này. Đang ở hiển thị màn hình nó sẽ hiển thị thứ nhất là con chip ở đây là chip ES9038 Pro, đây là chip của Mỹ. Đấy, bạn chip đặc biệt đấy, 9038 Pro và volume, volume anh em thấy này, này. To nhất sẽ là 00 sẽ giảm dần từ âm đó vào lúc mốt này bluetooth này usb này chuyển chế độ này. chọn nó vào đây ạ CoSian. bluetooth usb dạ. Yeah. anh em ấn giữ lớp mốt thì nó sẽ nó sẽ đổi cái bộ lọc filter này đây, quý vị thấy không? đây là một chiếc đầu dac giải mã 32 bit và quý vị và các bạn sẽ phối hợp với một chiếc đầu cơ nữa thì cho cái chất lượng âm thanh vô cùng là tuyệt vời Dòng này thì giá thì em cũng đã báo các anh em từ trong năm rồi, giá 18 triệu 500 nghìn đồng cho một chiếc đầu DAC GN 9800 Pro của hãng Zinet. Âm thanh của nó vô cùng tự nhiên và trung thực. Phụ kiện đi kèm thì sẽ có dây nguồn, một dây cáp quang thì bên em tặng kèm và ngoài ra có dây USB Zinet của hãng đi kèm thôi. Còn dây cáp quang thì bên em sẽ tặng kèm các anh em. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, lỗi đổi mới các anh em nhé. Các bác và anh em nào yêu thích dòng đầu sản phẩm Giải mã âm thanh cao cấp GN9800 Pro của hãng Gnet thì vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại!